Em đồ uống Mỹ Nghệ Chứng Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi hôm nay là buổi chiều tối ngày từ chủ nhật cuối tuần. Mọi người. Hôm nay em sẽ lên một clip sẽ bán cho mọi người những cái sản phẩm còn lại trong nhà là em sẽ bán hết đi. Hết đi mọi người nhé. Giá sẽ dưới giá sản xuất rất nhiều đâu mọi người ạ. Có một số sản phẩm em để khá lâu rồi thì em sẽ bán cho mọi người cái giá dưới giá sản xuất mọi người nhé, để anh em chơi, để em giải hết luôn cái lô hàng này xong rồi em sẽ bảo hàng mới cho mọi người, ngắm. Và trước khi vào clip thì mọi người hãy dành cho em xin nút like, ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhé. Và em cũng xin hứa luôn mọi người là tất cả những cái sản phẩm em đưa ra ngày hôm nay, cái gì em sẽ nói dưới giá sản xuất là dưới giá sản xuất và cam kết vào chất lượng gỗ như chất lượng phôi, đảm bảo cho mọi người là đúng những gì em nói mọi người nha, đúng những gì em nói, đúng chất lượng gỗ, đúng chất lượng phôi. Chắc ghép ở đâu em sẽ bảo, chắc ghép đâu em sẽ bảo, nó còn không hầu như là em đưa hàng của em mình toàn hàng liền hết mọi người, yên tâm. Ok thì thôi, khỏi mất thời gian các bạn, chúng ta sẽ đi vào những cái sản phẩm ngày hôm nay luôn. Tầm này thì thôi đo lưu cho anh em mình em chơi thôi, chứ mình có những cái lãi và có những cái hòa và có những cái lỗ một chút thì để lâu, lỗ một chút thì đẩy đi để tiến tới vào những cái sản phẩm mới hơn, đẹp hơn và chất lượng hơn đến cho mọi người. Bởi vì em Minh luôn luôn có tâm niệm một điều là mình luôn luôn xoay vòng những cái mặt hàng và xoay vòng những cái dòng tiền để nó sẽ sinh ra lợi nhuận. Chứ nếu như hàng mình để chết một chỗ thì cũng có đồng nghĩa việc là tiền mình để chết một chỗ thì nó sẽ không sinh ra tiền và mình cũng sẽ không có nhiều sản phẩm mới, sản phẩm đẹp để giới thiệu với anh em, và anh em sẽ không thích đến với em mình là ngày nào nó hoàng mới đó, và mới càng đẹp cho mọi người. Ok thì thôi bắt đầu clip luôn. Vài lần đây, đây là bây giờ trong nhà này chỉ còn là một cái lô heo 30 con, nếu nó tầm một người 30 con thì em bán hết rồi. Đây là còn hai con này nhỏ hơn, những con em vẫn bán tầm 500 đến 550, nhỏ hơn một chút thì mọi người nhé, nhỏ một chút thôi thì em sẽ để cho mọi người dưới cái giá em làm ra. Thì ra là heo này em làm xô đi bù lại nó tầm khoảng gần 500 nghìn một con. Con lọ bù con kia thì nó gần 500 nghìn một con, bởi vì tiền gỗ, đồng tiền gỗ một con này ấy, nó đã rơi vào tầm khoảng 200 nghìn một con một cục gỗ rồi. Xô đi bù lại tầm 200 nghìn một cục gỗ chắc. Tiền sơn xi một con heo này 50 nghìn là 250. Tiền công 250 đến 300 nữa thì CMC nó rơi vào tầm khoảng 500 nghìn một con. Thì em đã bán hết 30 con. Đây là còn hai con này là nó nhỏ hơn con kia một chút, nhưng mà cam kết về chất lượng gỗ vẫn chuẩn, là gỗ chắc Việt mọi người nhé, anh em cứ yên tâm, cam kết 100% là gỗ chắc Việt. Anh em về nhận hàng kiểm tra hàng anh em không phải cọc, hàng nhỏ anh em không phải cọc, anh em cứ nhận hàng đúng chất liệu gỗ chắc, gỗ chắc thì anh em nhận hàng, còn nếu không đúng anh em trả lại, thế cho nó thoải mái anh em vô tư nhé. Ok đây chỉ còn duy hai con và cái này thì anh em nhanh tay chốt nhá. Đây là những cái dễ chắc này. Đó chú heo đứng gậy như ý. Đây là chú số 1, em sẽ gọi tên là số 1. Và đây là chú 2. Đây, đây là số 2. Số 2 mọi người nhá. Lô này thì em làm nhanh. Đây là mua cái gì? Đây nó là mua những cái củ gỗ chắc dễ, là những cái dễ. Đây em sẽ đo chú số 1 đầu tiên. Số 1 là rộng 30, cao 13 và chiều dày là 9 phân. Rộng 30, cao 13 và dày là 9 phân mọi người nhá. Đây, tầm cho mọi người. Đây là cái dễ liền 100% mọi người nhé, không có chắc ghét một tí gì đâu, liền 100% luôn. Anh em cứ yên tâm về chất lượng hàng như là em nói như thế. Đấy, một cái dễ mọi người đế. Đấy, mọi người đế cái tí nhá. Giá cho anh em này 399k không ship. Anh em nhanh tay chốt mọi người nhé, ship chỉ là 120.000 thôi nhá. Giá lỗ mọi người nhá, sản xuất ra đã 500. Nói chung là lỗ mình không phải lỗ, bởi vì là nói chung là sản xuất ra rồi, còn sót đến hai con thì bán hết cho mọi người rồi. Đó, thì anh em cứ tính của em. Đấy, đồng giá nha, anh em đừng so sánh. Đồng giá hết, anh em đừng so sánh. Đấy. Đó, rất đẹp, đế đặc hết. Đế đặc là uy tín rồi. Cứ chọn đế đặc là anh em mua là uy tín rồi, chuẩn chắc Việt đỏ đen. Chùm sần rất nhiều. Con số 2 em đo kích thước cho giá vẫn là 399k không xịn. Anh em chơi về sưu tầm bù men con gác thôi. Cái này 20 này, cao 10 này và dày 8 phân. 20 cao 10 và dày 8 phân.
399k số 2 nhá. Ok, hai món. Tiếp đến đây. Đây là một con khỉ. Cái này là không phải gỗ chắc, đây là gỗ mun sừng Khánh Hòa. Em có làm một lô gỗ mun sừng Khánh Hòa ở đâu đó rơi vào tầm khoảng gần 30 con. Gần 30 con giống các kiểu. Đây là một con khỉ. Chưa xong. Chưa xong thì hôm nay xong được một cái con đầu tiên này. Đế đặt 100% mọi người nhá, nó có bám rác một chút đấy. Đấy, đế đặt 100%. Đó, và những người trên hai cái bên cạnh tay ấy, với đùi là còn một tí rác đấy. Đây là những cái rễ mun nhá. Chỉ có hàng rễ nó mới đặc xịt như này thôi. Anh em về cứ lật đế để mà kiểm tra. Đó. Cái tiền công đục một con này nó rơi vào tầm khoảng gần 600.000 công đục con khỉ này. Nói chung là dao từ 500 đến 600 nó khoảng đấy. Và cái đế là đế đặc. Anh em nhanh em về kiểm tra mun sừng Khánh Hòa vân xanh rất nhiều và đế đặc 100% nhá. Đế cắt đi đặc xịt. Cầm rất là nặng và đầm bay. Còn duy nhất môn khỉ nhất thôi. Chuẩn mun sừng Khánh Hòa nhá. Cao 25. Rộng 12. Rộng 12 và sâu 10. Cao 25, rộng 12 và sâu 10. Đấy, cho anh cái dễ ruồi, đập con ruồi đấy đấy. Chuẩn mun sừng Khánh Hòa mọi người nhé, cao 25. Cao 25 và gỗ đặc 100%. Đây là cái những cái rễ. Bọn em mua gỗ lô ấy, nó có những cái rễ thì em cắt những cái rễ này ra, em làm những cái sản phẩm này. Và em bán cho mọi người, nó đặc 100% luôn. Và em xin giao đi mọi người. Đây là bán kỷ niệm cho một anh em đánh đánh nhất là hàng này bán cho mọi người cái giá này là em mở lô là không có công rồi, hàng chắc chắn là không có công đâu. Đó. 590k một em duy nhất và gỗ đặc xịt lặng như đá luôn. Mọi người về nhận hàng có thể kiểm tra nhá, gỗ lặng như đá luôn, nặng cực kỳ luôn đấy. Đây hai bên nó có hai cái giác tự nhiên này này. Đây này. Đó. Kỷ niệm mọi người thôi. 590k. Chắc chắn cái giá đó thì chia sẻ với anh em là gần như là mọi người mua được cái giá gọi là sản xuất rồi chứ không em không lấy công đâu. À, sẽ đến một siêu phẩm lâu lắm mới có ấy. Bức này rất là đẹp anh em, rất là đẹp, thử lắm các bạn. Anh em nói tín đồ của bách, anh em chơi bách chìm nước mọi người. Một bước duy nhất thuộc thử lắm các bạn. Đây là hoa sâm. Anh em có nhìn thấy rất là nhiều chun không? Anh em nhìn thấy những cái chỉ đen không? Đây là những cái chỉ đen của bách Mộc Châu ấy. Anh em nhìn trên cái phần mặt, anh em nhìn rõ nét cái vân này. Bức này chun rất là nhiều. Vì sao gỗ nó thơm? Bởi vì nó cực kỳ nhiều chun. Chun thì nhiều chun luôn. Đấy, anh em đã ánh điện mình kéo quay chéo chéo này, mình nhìn này. Cái vân anh em nhìn thấy nó rất có những cái chỉ đen nhỏ như thế này. Đây, nó có những cái chỉ đen nhỏ. Đây anh em nhìn này, có những cái chỉ đen nhỏ rất là nhiều. Đấy, gỗ hoàn toàn là không có vết bách Mộc Châu. Mà để những cái chỉ đen này mà lựa được cho mọi người không có vết thì em biết là nó khó khăn nào. Đây gỗ cực kỳ nhiều chun luôn. Đây em được bóc tách cái này là liền là bóc tách ra nhá. Thơm lắm, mức này thật sự sao nó thơm thế đấy. Đây mình cái gôn gỗ này nó cứng lắm nhá, nó rất là cứng mọi người nhá. Bách Mộc Châu ở đây hiếm lắm, hàng đặc này hiếm lắm nhé. Nói chung là một năm cũng chỉ làm được nếu mà những cái cục bách đẹp như này ấy, 100% là hàng bách Mộc Châu và không có vết như này ấy, thì một năm cũng chỉ làm giỏi lắm được tầm hơn chục bức thôi. Cũ đẹp như này thì một năm chỉ làm được hơn chục bức thôi mọi người nhé, cũng chả làm được nhiều đâu, nói thật với anh em đi. Nói chung là anh em về cứ nhận hàng kiểm tra, nếu không đẹp, không chất, không thơm thì điện cho em. Chỉ sợ là anh em nhận hàng và chơi ưng quá này. Ưng quá này anh em ạ. Phôi giá trị mà. Phôi này thì không có nhiều đâu mọi người nhé. Mọi người nhanh tay để mọi người chốt thôi.
có một pho duy nhất thôi, lâu lắm thì mới có được mọi người. Chắc phải tầm hơn tháng rồi thì em mới lại lựa được cho các bác một pho. Hơn tháng rồi thì mới lại lựa được một pho. Vì em cũng phải thường thường ở trên Mộc Châu về khỏi về cũ ấy, về tầm khoảng vài tấn ấy, tầm khoảng 2 tấn. Nói chung là mỗi lần về một xe tầm khoảng 1 tấn rưỡi đến 2 tấn gỗ thì nó lát nhiều. Để lựa được tượng thì thường chỉ được có 1-2 cục. 1-2 cục không nhiều đâu. Và mình đọc thì cái giá mỗi cũng rất là cao, cao. Mộc Châu của Hàn Quốc. Anh em chơi thì sưu tầm thôi, nếu anh em mà chơi bách Mộc Châu rồi thì chắc nhất. Nói thì nó có. Cái chiều rộng của pho này là 58 mọi người nhé. Em đo kích thước không tính kỷ nhá. Cao 43. Rộng 58, cao 43 và độ dày của gỗ. Nặng lắm, gỗ là bách hàng chìm, hàng dễ, hàng chìm, hàng gốc chìm. Chiều dày của nó phải lên đến dư một tầm khoảng bốn mươi phân. Và cũng chia sẻ với mọi người luôn ấy là cái thằng này là gỗ ôm đá tự nhiên mọi người nhé, bạch này bạch ôm đá tự nhiên. Anh em và anh em kiểm tra cái phần gầm bên dưới này này, nó có một cục đá rất kỹ ở dưới gầm này, bạch ôm đá đấy, có một cục đá nằm rất khít ở dưới gầm này, và những cục bên trên này thì nó lỏng ra thì em chêm vào, còn duy nhất nó chỉ có một cục ở bên tận dưới này, nó rất là khít và ôm chặt chẽ luôn mọi người nhé. Anh em về có thể kiểm tra nhé, chuẩn đá tự nhiên 100% luôn, bách mà ôm đá tự nhiên cực kỳ hiếm. Những cái dòng bách mà ôm đá tự nhiên ấy, đó là trong những một trong những cái dòng bách rất là già gỗ và nó sống ở những vùng núi đá Mộc Châu hiếm lắm, và những cái dòng đó về cái chất của nó bao giờ cũng là một top 1 thị trường luôn, đỉnh cao luôn, bởi vì cây gỗ nó già đồng nghĩa việc nó rất là thơm và cái chất gỗ nó rất là cứng. Nói thì nó thật ra là tất cả những cái lời nói nó chỉ là nhiều anh em, nếu anh em nào chưa chơi hoặc anh em nào chưa va thì những cái lời nói nó anh em sẽ không tin, sự lời nói chỉ như gió bay thôi. Nhưng mà anh em nào mà chơi rồi mà va vào những cái dòng bách mà ôm đá tự nhiên đấy thì anh em sẽ biết, anh em va rồi anh em biết, bởi vì những cục đấy nó giá trị lắm, giá trị vô cùng luôn. Thật sự là nếu mà đã chơi có mùi thơm mà chưa chơi bách thì nó là một sự hơi lãng phí. Yeah. Tuyệt vời. Bước này em đục cũng khá kỹ đấy mọi người. Em nhìn này đục 3 chẻ, đục lấm, sâm các kiểu luôn. Và chất quan trọng là sẽ giới thiệu mọi người này, để anh em mình dùng này 100% cái phần này này, 100% cái mặt đằng trước của sản phẩm này, 100% mọi người, 100% cái phần cái mặt đằng trước của sản phẩm này, 100% luôn, là không có bị vẽ vân, không có bị vẽ vân và không có dùng màu mè. Cái đó là cái cam kết mà rất khó những nơi bán hàng hoặc những người bán cho mọi người những sản phẩm gỗ bách dám cam kết. Cái mặt sau em không dám nói, mặt sau không dám nói, nhưng mà riêng cái mặt tiền đằng trước này này thì em mình sẽ khẳng định mọi người luôn là liền 100%, và em cố gắng liền 100% và cố gắng hoàn toàn là lựa những cục phôi đẹp để anh em chơi không bị vẽ vân, và về mọi người khoe cái mặt tiền ra nó tuyệt vời và chất của mình cực nhiều sụn và đẹp, hiếm lắm, hàng hiếm lắm đó. Em cứ nghe em đi, đảm bảo bê cục này về anh em không bao giờ hối tiếc đâu ạ, không bao giờ hối tiếc đâu, thơm sướng vô cùng luôn. Và giá giao đi mọi người bước này 6.8 mọi người nhé, bởi vì phôi rất là đắt, hàng này thuộc dạng hàng đi vào bảo tồn đấy. Em ấy thì trường giờ có mấy người bán bách, có bách Mộc Châu bán đâu, không có bách Mộc Châu mà cam kết được cho mọi người đẹp luôn như này đâu, không có đâu. Nạc này không có đâu, còn ôm đá dưới gầm này là không có đâu, ít lắm. Thế là hiếm lắm, nên là mọi người gặp thì mọi người chơi và mua của người nhà, và cái giá này cũng là rất là mềm này. Đấy, một bước duy nhất này. Tuyệt vời luôn đấy, hứa này sẽ không làm anh em thất vọng khi nhận hàng đâu. Em bê xuống, một người bê hơi lặng. Em bê xuống. Hứa sẽ làm không anh em, không làm anh em thất vọng đâu. Còn em bán thì cũng chỉ lấy một chút công thôi, không dám hét cao hay là lấy công cao của mày đâu mọi người, chỉ lấy một chút công của mọi người thôi, lấy một chút công thôi chứ không dám hét cao của mày đâu. Rồi em sẽ xả cho mọi người cái này, em sẽ xả cho mọi người 2 chiếc khay. Thực ra bây giờ thì em còn rất là nhiều khay mà em không dám làm.
chiếc khay này bây giờ còn phải nặng tầm khoảng hơn chục cân. Ngũ hương, hương gốc. Cái này em để khá là lâu rồi nhé. Anh em lấy thì em sẽ sơn lại cho anh em cho đẹp. Đây, cái mặt sau này em đã lót rồi đấy. Đặt cái khay này rất là dày. Thực ra những cái khay này các bác mua trên thị trường thì không có giá dưới 2 triệu đâu, nó thật. Chiều dày 5 phân rưỡi này. 5 phân rưỡi là không có giá dưới 2 triệu đâu nhé. Không có giá dưới 2 triệu đâu. Mà hôm nay em mới xả mọi người dưới cái giá làm ra rất là sâu luôn. Cái này em chưa gắn chõ đồng, có chõ đồng đầy đủ mà chưa gắn đâu. Dày 5 phân rưỡi, đẹp hai mặt. Trước này. Cơ hộ cho anh em chơi. Dài 73. Sâu là 46 và dày 5 phân rưỡi. Toàn bộ là mặt chun và hàng không có vết. Chun và không có vết mọi người. Chun sần rất nhiều và không có vết. Nặng lắm. Khay rất là nặng. Khay này bọn em làm ra nó rơi vào tầm khoảng 1,4 triệu. 1,4 triệu đến 1,5 triệu cả sơn xi, bởi vì cái kiền gỗ này nó dày như này. Tầm 20-30 cân gỗ cắt đi làm đã rơi vào 700-800 nghìn gỗ. Công cán làm nữa thì nó phải rơi vào tầm 1,4 triệu. Hôm nay em sẽ để mọi người này, dưới giá làm ra một chút cho hết đi. Anh em mua tầm 2 triệu thì bán mọi người 1,279. 1,279 không ship mọi người nhé. Đó, cơ hội cho mọi người sao. Kết thúc. Bán đi. Cơ hội cho anh em sao. Em từ lúc kia em bán lốt cho mọi người cho hết. Cái này thì em xả sâu luôn cho mọi người. Em còn một chiếc nữa em xả sâu luôn cho mọi người nhé. Xả sâu cho mọi người chơi đôi chiếc này. Cái này em cũng để lâu rồi đấy. Từ đầu năm rồi. Hàng này là hàng sản xuất từ đầu năm. Chiếc này thì mỏng một chút, không dày như chiếc kia. Nhưng mà vân chiếc này thì khá là đẹp. Cái này nó cũng khá là toàn là khay to đấy mọi người. Tầm kích thước tầm 80. Anh em cơ hội tầm này mọi người mua. Đây là cái tình cảm của em trong cái giai đoạn khó khăn này. Em cố gắng làm mà thôi. Còn này mình để cho mọi người chơi vân siêu đẹp luôn. Gỗ hai mặt đẹp như nhau. Không nổi vết nhé. Hàng không nổi vết. Toàn hàng tuyển chọn gỗ mà. Hay em còn nhiều lắm. Còn 30-40 cái nữa. Nhưng mà em không làm thiện đâu. Em cố gắng bán mấy cái này ở nhà hoàn thiện rồi. Thì mình xả hết cho mọi người chơi. Đẩy bán gần như đi tìm gỗ. Cái này dài 85 này. Vân siêu đẹp mọi người nhá. Vân siêu đẹp nhá. Anh em nào thiện chí đi chơi nhá. Tầm này 36. Dày 5 phân. Kích thước là dài 85, 1,85, 1,36 và dày tổng thể 5 phân. Đẹp hai mặt. Xin nhắc nhở anh em một chút như này này. Tầm này em mình bán, hai vợ chồng em bán tầm này mọi người là chủ yếu là duy trì công thợ. Duy trì thợ thôi và đến một chút công thôi. Đấy, còn những hàng nào có bán thì bán rẻ cho mọi người, toàn hàng chất lượng. Anh em nào thiện chí mua và chắc chắn mua thì chốt. Anh em như anh em khách quen nhé. Như anh em khách quen em không bắt đặt cọc thì mọi người thật sự phải chắc chắn mua được đấy. Của những bác khách nạn ra liền đầu các bác không cần tập hành cọc giúp em, tránh cái tình trạng là vào nơi hàng vào nơi anh em không thiện chí nạn ngoài anh em rất là mệt. Hôm qua em có mấy khách ấy, anh mua một phát 3 đơn hàng. Đơn đầu tiên anh lấy làm hàng. Đơn thứ hai anh ấy mua một phát 3 ngày liền, mỗi ngày anh chốt một món. Em gửi liên tiếp 3 đơn liền nhau, không phải cùng một đơn. Không phải cùng một ngày, em gửi 3 ngày liên tiếp gần nhau. Là 3 đơn. Và nơi lưu tá gọi điện không được. Em gọi điện không được, chuông vẫn có. Nhưng mà không nghe máy, không hiểu tại sao. Tất nhiên hàng nó cũng không phải hàng to, giá trị cũng không cao. Nó chỉ có tối đa chỉ có hơn 2 triệu, 2,7 triệu đến 3 triệu, 3 món nhưng mà toàn hàng đẹp. Cứ quay clip phát, clip lên được tầm 5-10 phút gọi điện chốt luôn. Anh ấy chốt hàng 30 lần mà chỉ được có một lần thôi, nhưng mà duy nhất cái 3 cái ngày gần đó anh ấy rất là may mắn, anh chốt được liên tục liên tục 3 ngày cái món đẹp. Mà cứ clip lên 5 phút cái 10 phút anh ấy gọi điện chốt luôn thì mình nghĩ là khách thiện chí như thế. Khách cứ theo dõi clip, cứ chăm dừng clip lên để chốt như thế là thiện chí như thế. Mình nghĩ là ok, ok thiện chí như thế rồi. Không muốn bắt đặt cọc kiếp mà bị số tiền cũng đáng bao nhiêu. Đấy, nhưng vào nơi thì khách ở Tiền Giang, nó là Tiền Giang rất là mệt.
bán đã tự đi bán mỗi món hàng chỉ được 1-200 thôi. Đây này vẫn đẹp lắm mọi người nhá, để cho anh em này hàng không lỗi vết, 850k thôi, vừa bán vừa cho anh. Cái này thì em phải lỗ tầm khoảng 300, cái này em phải lỗ tầm khoảng 300 nữa này, cái trắng phải 300 đo rồi, dài 85 tầm 300 nữa này đó. Ở đây anh em mà thật sự là thiện chí và thật sự là chắc chắn hộ anh em, nhiều anh em mua hàng cũng trách nhiệm này lắm, bán hàng cũng ngại bắt đặt cọc, người anh em mà thiện chí hoặc những người giao dịch lần đầu thì cọc cũng dễ. Những bạn khách trà em xả đối với khách quen thì không cần cọc, nhưng mà nếu khách mới thì các bác vui lòng cọc cho em một chút cho anh nhé, để cái khay khay trà đấy cũng khá là nặng và em đã xả lỗ rồi. Toàn khay to lại. Khay to thôi, nếu mà khách bác khách quen mua nhiều lần rồi thì em không cần cọc, còn bác nào mà mới quen giao lưu lần đầu thì các bác vui lòng cọc giúp em tầm khoảng 200-300 thôi, không cần nhiều, lấy chỗ đi lại giao lưu cho các anh em cho biết nhau thôi. Cọc ít hay cọc nhiều thì nó chỉ là cái sự thiện chí của cái người mua hàng, và các bác nhớ đến là mình đã mua ở bên shop là một cái sản phẩm nào rồi đấy, nó chỉ thế thôi, chứ còn thực ra bọn em cũng không ăn tiền cọc đó. Và vào đến nơi các bác yên tâm một vấn đề như này, thì hàng họ có vấn đề gì không đúng như lời em nói, hoặc là gãy vỡ hay bị làm sao đó, thì anh em vẫn có trách nhiệm và anh em hoàn hàng về và em vẫn trả lại cái tiền cọc của anh em đầy đủ, chứ không phải là cọc rồi là bắt buộc anh em phải lấy, mặc dù hàng vào lỗi hoặc là gãy vỡ vẫn bắt anh em đấy, không bao giờ như thế mọi người nhé. Vào đến nơi ví dụ do vận chuyển gãy vỡ hoặc là như cái lời em nói nó không đúng thì anh em alo, một là anh em vui vẻ anh em bớt tiền đi, ok, hai anh em căng quá không đấy em trả lại cọc cho anh em, không mất một cái gì cả, khẳng định luôn đấy mọi người như thế để cho nó dễ dàng, anh em cứ yên tâm. Ok, đến cho mọi người một pho trường mi. Con này rất đẹp mọi người nhé, chế tác nguyên trên một gốc hương ta Gia Lai, nguyên khối trên một cái gốc hương ta Gia Lai mọi người nhé, rất đẹp, bệ rất là to luôn, bệ rất to, hàng này có điểm giác tự nhiên rất là đẹp tuyệt vời đấy, điểm giác tự nhiên. Em sẽ quay một chút mặt sau, đây là hương ta Gia Lai mọi người nhé, vẫn rất đẹp, nguyên một cái gốc đó anh em nhìn này, nguyên một gốc luôn, ok chưa? Cái sản phẩm đó có ống đá mọi người nhé, hàng gỗ hương Gia Lai ống đá, đây, có một viên đá nhỏ đây như này. Vậy em quay cận cho các bác ngắm tác phẩm. Đục qua móc kinh băng tươi ra, đục tươi ra mọi người. Diện mặt của cụ ạ, những cái mi trắng này nè. Cục kênh bong mà liền nguyên khối của cái cổ của các bác nhé, không phải là sơn vào đâu ạ. Các bác nhìn cái điểm phần giáp bám liền cùng với phần lõi của gỗ đây. Đấy. Môi móc tơi kênh bong rất là kỹ luôn ạ. Ở gây vạt áo cũ này, tay áo cũ có một viên đá ôm đá, đá tự nhiên. Vân là rất đẹp, cái hàng gỗ hương gốc của mình mà nó bám giáp thì bao giờ Vân nó rất là đỏ, gỗ đỏ hồng. Và vân nó rất là đẹp. Bên này có một củ sơn. Quay cận cho bác nhìn cái chất vân của gỗ hương ta đây ạ. Cái tiền công của cái ông thợ mà ông đục trường mi này là khá là cao. Đây, hoa sâm và lá của hoa sâm cũng tỉa rất là kỹ. Thấy cái mắt chun sụn của gỗ hương ta đây ạ, bác ngắm giúp em. Bẻ rất là dày. Chiều cao 62. Đây, còn nguyên những cái mắt nu ở ngoài đây ạ. Rộng 39. Cao 62, rộng 39 và chiều sâu của sản phẩm là 30. Hơn 30 em lấy 30 thôi. Cao 62, rộng 39 và sâu là 30. Bức này là hàng mới mọi người nhé, hàng mới nhá. Hàng mới trường mi em cũng hoàn toàn. Hàng mới luôn. Bức này em giao lưu mọi người, bức này là 2850. 2850. Thực ra là cái bức này bán cho mọi người cái giá này thì nó giá hết đô thôi. Bởi vì là cái cục gỗ này, cục hương này nó đã rơi vào tầm khoảng 1.3 triệu cục gỗ này rồi. 3 triệu gỗ rồi, còn đầu tiền công ấy. Công thợ ông này cũng lên khá là cao. Bởi vì đục trường mi, cái phần mi nó rất là khó làm. Mi là rất khó làm mọi người, tự khó làm phần mi. Anh em nào, không gian nhà mình vừa thì mọi người bày lúc này khá là ok. Vân đẹp lắm, cái hàng gốc sụn này thì nói chung là Vân thì không trễ được đâu.
Không chê được đâu mọi người, đây là lấm. Đây, đây là tất cả những phần này là chân nu ấy. Chân nu, chân sụn ở gỗ, hàng không có vết đâu. Mà đây là hàng cũng đá nữa thì các bạn biết là cái gỗ đó. Giá trị như nào, nó cứng này. Đây này, nó cũng cục đá nhỏ nhỏ đây thôi này. Đá tự nhiên nhé. Đó. Một cụ lạc trường mi. Đục trường mi thì bây giờ công cũng rất là cao. Anh em cứ đi tham khảo này. Hàng hoàn toàn là không có vết, 100% là không có vết luôn. Đó, anh em chưa yên tâm luôn. Không vết, không đứt nát thì còn gỗ gốc. Nó sụn, nô sụn này là gỗ rất là già. Ok. Mày quay một lần rồi. Đây em xả cho anh em cái giá sản xuất cho anh em chụp. Giá như thế và mới chi sửa đang làm một lô mới không? Em bán bằng một cái quả quý đi. Cho hết. Em xả giá vốn cho anh em nhé. Rồi. Ngày hôm nay mình báo bao nhiêu nhỉ? Không nhớ chung thì mình báo 2.6 nhỉ? Anh hiểu xấu thì em bán một cái chum này, chum nghe rất là cân mọi người, rất cân và đẹp luôn. Dáng chum rất là cao, dáng chum cao đẹp. Tam nghe chấn chum tiền. Cái này mọi người hôm nay đã đi mọi người cái giá nó khá là hời, giá sản xuất. Cái này quay một lần rồi. Cái đế bên dưới này anh em ơi, cái đế nó đặc mọi người, cái đế nó đặc luôn. Chung đế đặc khá khó làm cho mọi người. Em sẽ quay kích thước được cái dáng chung. Ba con nghe là liền hết nhá, hàng liền hết mọi người nhá. Cao 51, rộng là 36 và độ dày, dày là 25. Cao 51, rộng 36 và dày là 25. Cái này thì bọn em báo hình như 2.6 thôi. Thì may để cho mọi người em bán được cái chung này chỉ 300 thô. Hai hai bảy chín đi. Nó chỉ bằng quả phú quý. 2279 mọi người nhỉ. 2.279k không ship luôn nhá. Không ship đâu anh em, là giá bán không bao ship luôn nhá, bởi vì giá này nói chung là bằng cái giá sửa ra nên đây là thợ nhà làm cái giá cực kỳ mềm luôn anh em ạ. Còn nếu mà họ đi buôn đi bán thì chắc chắn là không bán cái giá này đâu, mọi người cũng gỗ liền này nó cũng chắc là mất triệu gỗ đâu thì công. 2279 là có tiền sơn, sơn xi mất 100.000 nữa. Hương ta mọi người nhé, Hương ta Gia Lai đẹp lắm, cái dáng chum rất là đẹp mà giá này thì quá hời cho mọi người. Đó. Còn cái gì ở nhà lâu rồi bán hết cho anh em để anh em chơi. Bán hết luôn. Châu này vân cực đẹp luôn mọi người. Châu này vân cực đẹp luôn. Em đọc cái trước luôn nhé. Ai? Ai? Hoàn đơn của ai? Ở cái đơn khách Tiền Giang cho Hoàn đi. Ba đơn cho Hoàn luôn. Chẳng không còn cơ hội đâu. Không còn cơ hội đâu mọi người ạ. À. Bưu tá vừa gọi điện đây em cho Hoàn ba đơn luôn. Luôn. Ba đơn Hoàn để về em cho nên em xả vía cho mọi người. Toàn hàng đẹp đây các bác ạ, ba món toàn hàng đẹp. Toàn hàng hôm đấy lên bao nhiêu anh em chốt chứ. Ba cái chốt đầu tiên xong. Xong
hàng em gọi là đau thật, không hiểu tại sao, không có lý do, nhiều khi ức chế. Bây giờ ví dụ Hoàn cho anh em một cái lý do chẳng hạn, em không có tiền hoặc là vợ em không cho lấy hoặc như thế nào thế, thì trả lời người ta một câu nó đỡ ức chế. Không có lý, gọi điện nó có chuông nhỉ, gọi điện có chuông, em lấy số của vợ em gọi không được, số của em gọi anh được, số của thằng cu em gọi không được. Thực ra là ông ấy cũng khá đau đầu, ông khách đấy là cũng rất vất vả, không biết ông ấy chơi đảo mình hay như nào. Qua đây Vân đẹp lắm mọi người nhé, Vân gỗ già đẹp chùn xụ to. Già đẹp chùn xụ to mọi người. Đây mọi người nhìn, đây là một con trâu làm bằng tiền, cái gỗ này nó rất đẹp luôn mọi người. Gỗ này là tuyệt vời, cái gỗ nó già, gốc gỗ già hết. Cái này em sẽ để mọi người cái giá cũng rất là mềm, đẹp cho anh em mua. Chiều rộng là 39 anh em, liền khố nha, cái sừng là liền hết, rộng 39. Chiều cao là 27, rộng 39, cao 27 và độ dày của gỗ này, dày 20, rộng 39, cao 27 và dày 20. Con này thì rẻ cũng phải bán tầm 1,6 triệu, rẻ tầm 1,6 triệu, bởi vì gỗ này nó đang mất tầm 800, công đục nữa thì phải 800-900 nữa tầm 1,6 triệu. Em quay lại cho các bạn ngắm lần nữa cái chất vân của này thì đẹp, vân đẹp. Anh em nhìn cái vân này, giá khét luôn. Cái đằng sau này, mọi người nhìn cái chỗ này nó gỗ nó hơi tối này, đây là toàn bộ vân cẩm hết, đi. Không có lỗi vết gì đâu, toàn bộ vân cẩm hết, hoàn toàn là không có vết gì đâu. Bức này em lấy mọi người 1379 thôi, 1379 đấy mọi người nhá. Giá deal cho anh em cái giá này, hôm nay là đúng một ngày sập sàn cho mọi người luôn. Bình thường có giá đấy đâu. Thôi từ nên cho cái cho mọi người ngắm cái chum cóc khổng lồ đi. Mình ngắm với hai vợ chồng mình bên không. Mua những cái chum to thì nó sẽ bị thấp, nó chỉ cao tầm đây này, cao tầm này đấy, cái chum mà cao tầm này là ít chum như này, cái này nó sẽ vừa to nhưng mà là cao, cao chum dáng đẹp, gỗ mặt luôn hết luôn, mặt luôn hết luôn, tuyệt vời luôn nhá. Ngũ cốc một cục đá này, 1, 2, 3, 4, 5 năm con cóc đều là liền khối nha mọi người nhé, năm cóc liền khối, chúng to lắm, có đồng tiền đầy đủ cho mọi người. Em sẽ để cho mọi người cái chung mày dám hời, làm mày em mua chung này được cái giá hời. Chung này thì mọi người đang mua tầm trên thị trường bán đâu đó rơi vào tầm khoảng 10 triệu, khoảng 9 đến 10 triệu. Một cái chung to hơn chung này chút mà người ta có thể bán đến 14-15 triệu chuyện bình thường, to hơn một chút thôi nhá mà có thể bán đến giá 14-15 triệu luôn. Cái sát của mọi người nhắm phổ chữ vân đẹp, để nó có những phần loang sụn đây, chun rất là nhiều, cái gỗ luột mọi người, gỗ luột đẹp luột đó, chun rất là nhiều mọi người nhé, chun rất là nhiều, gỗ già lắm, hàng gốc của gỗ già đét luôn, già đét luôn anh em, già khét khẹt luôn. Rồi quay xa lần sau thì đang ngắm tổng thể lần sau. Chum này thì xem bán thì nó phải rơi vào tầm khoảng 10 triệu, chính thức 10 triệu. Chùa xuất sắc. Đó, xuất sắc. Chiều rộng của chum này là
59 60. Cao cao lắm, chúng khá cao. Chúng cao này đến 64 phân rồi. Cao 64 phân, cực cao luôn. Chiều sâu là 45. Chiều sâu 45. Chúng này em giao lưu mọi người bảy triệu rưỡi thôi mọi người nhé, 7,5 triệu. Làm chung nó khó vô cùng ấy, mà chung to này bán giá này là anh em nên chốt nhá. Chung này nó được cái dáng tổng thể, nó được cái dáng tổng thể rất là đẹp và cao, nó không bị thấp chung, nó không thấp chung với những cái sản phẩm khác. Chung này rất là cao luôn, cao chung và đều chung, lây nó đều, lây đều nó khó làm phết đấy. Ok, anh em ngắm kỹ đi nhá, chung này cực kỳ lột rồi. Và giá này thì anh em nên mua nhá, quá hời luôn. Bình thường không có giá này đâu mọi người. Và các bác cứ đi tham khảo đi, những cái chung cao to đẹp này thì gì có ai bán dưới 8-9 triệu đâu. Nó không được cái dáng cao chung này đâu, cái chung này được cái dáng cao tròn to đẹp bằng một cái giá quả phú quý thôi, bằng một giá quả phú quý được kính 6 năm thôi, thậm chí là một ba quả phú quý 6 năm còn bán trên hơn cái của cái chung mình nhiều, trên cái giá chung mình rất là nhiều luôn đấy mọi người. Vân chun đẹp chưa, nó đẹp quá, tròn lắm, chun tròn lắm, khá là tròn chung, không bị méo chung mà tròn chung lắm anh em. Ok, với clip của em đây xin dừng đây, cả mọi người rất là chủ nhật thì quay nhanh thế thôi. Anh em yêu thích món gì liên hệ chốt đơn nha. Xem clip thấy hay nhớ dành cho mình số like, hãy đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh của em ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại.